Rồi, chào các bạn. Nay nhà mình làm một cuộc hành trình là đi kéo cá. Tại bữa hổm dưới thấy cá còn quá trời luôn, với lại bữa nước lớn quá trời, bắt cũng không được nhiều cá. Nay có ông đi luôn các bạn. Ông chú dưới ông nói là cá nước này nó cạn xuống rồi, cá dễ bắt hơn rồi. Giờ đi nha các bạn. Đường khó đi, đường nhỏ khó đi quá nên phải chạy trước, bỏ mình đi bộ rồi các bạn ơi. Chào người đẹp. Mưa, vẫn còn mưa. Ủa, con Thái đâu, tiêu rồi. Rồi giờ đi vô. Nãy con cá nó nổi nè, chứ quá trời ra nói chuyện gì Thái. Nổi luôn tiêu rồi, nãy con cà phê mà chả. Ở đây là cà phê nhóc luôn á. Cua đồng. Đồng hả? Cua đồng. Nè. Yeah. Bỏ vô đó cái ấy ra đây nè, giờ ra bỏ vô cái giọt nè. Đặng. Bỏ vô đó đó. Bỏ vô. Cái kẹp chết rồi. Này đây là một cuộc hành trình ra quân rất là ấn tượng. Được con cua đồng này. Được không? Nước mưa này cua đồng mới ra. Được không? Trời ơi. Trời bự thấy sợ không mở mở này ra. Ừ đúng rồi, cô đồng bự dữ, bự bằng cái tô vậy á, cô đồng chứ không vậy người ta mới gọi là cô đồng. Đúng đây vậy gọi là cô đồng. Ô cô đồng là cứng dữ lắm, là nó vàng luôn, là bị phèn ăn đó. Rồi đưa đây giống mấy con đây, giống mấy con gì giờ đây giờ. Wow. Chuẩn bị đi xuống đây các bạn ơi. Wow, đồng lúa xanh tươi đặt ngang. Wow, thơm mộng quá, mát quá. Nay đổi mình sẽ mua thêm tơ lưới nữa, đổi chân thật chưa, bữa hổm có miên chạy không à, kéo không ngon. Nay mua thêm tơ lưới nữa, cắm từ từ nha, từ từ đừng có tao gãi cây được rồi. Ok, bắt đầu đi lên đi. Đây ta có cái quá hình ảnh đồ đàn nha. Ồ, nó muốn tốt nè, trời ơi. Nó muốn tốt, ghê tốt luôn. Em, cầm cầm cái đó. Anh Ngoan đang lội dưới giữa cái mương toàn là đang muốn. Tao tắm tiên hả Ngoan? Tắm tiên. Quá trời luôn, muốn luôn. Ồ, quá trời luôn, muốn này về hồi chạy bóp gỏi nè. Bóp gỏi với mình có đồ nhúc nữa nè. Rồi đâu muốn nó tốt rồi các bạn. Có đồ nhúc nha. Dọn ra. Có cây gì dưới không ạ? Giờ đang chạy thử các bạn, thử có con gì. Có chú Thái. Ông xuống ông chạy giùm. Sao chì gì vậy? Đó, cái rô. Hả? Cái gì vậy? Không còn.
tay coi tay. Chửi cho bà. Đi qua mình kéo đi thấy, tay xuống coi mình kéo đi. Đừng ở bên bờ tay đi qua đây con. Thôi thằng chạy đây đi. Chú không kêu chài chứ thôi không 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 có kêu kéo. Có được cá hả? Đó. Đó. Trời ơi, cái góc có con nào chết liền. Con ớt á. Con nào chết. Con cá ba là hả? Dễ. Sao ta dục ớt cái này nhiều như ta? Dục mấy cái ớt. Dính này dễ gì có. Ủa, bữa kèm cái này chưa? Con cá ra mất, con cá ra mất mẹ rồi. Không có cái nào đâu. Ra rồi. Ra rồi. Cây dưới rồi, không ra được. Đừng có cái con có mè. Kéo kéo. Kéo đại vô đường này thử coi. Được con các bạn ơi. Vô đường này kéo đi, hai người một bên. Giờ theo kế hoạch là sẽ kéo cái đường này. Rồi, lên đi Quang ơi. Lại đây con. Lại kéo mưa nhỏ này. Đây, 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 đây. Chà dính ngoài. Rồi. Rồi lên kia. Rồi kéo lên lại đại đầu đẳng, phút lên tới đó. Bơi ấy, đừng đi nha. Chạy ngang qua, bơi qua, bơi qua. Đạp dính chì á. Cố lên Quang ơi. Cá đang chờ anh kìa. Vô. Vô đi em. Rồi lên rồi các bạn ơi. Quá trời rác luôn. Cái lại. Có cái vô rồi nữa trời. Rồi có cái phi. Ôi. Trên. Cá quá trời cá luôn. Trời nãy không vũ bớt. Vũ sảy. Bắt cá trước rồi Vũ. Ôi. Trời ơi. Bạn ơi. Khoan, để coi tay con dơ bắt không ạ. Đây. Đưa nó bỏ lại lên lên cho bà đi. Rồi luôn chị nay về cá mua luôn chứ giờ sao vậy? Chị còn má tao mua. Ở con cua. Bị chán nè. Bắt con cua ngay. Đâu? Đâu? Người ta bắt con cua dám bắt con cua. Sáng mẹ bắt rồi. Cua chút. Sạp rồi. Ờ con ốc còn không nó bị chán cua. Coi chừng nay á. Coi chừng nó mày bắt cua mà bắt cua mà nãy phải bắt mang ốc bỏ vô cái vỏ bỏ vô đây vô này vô vũ luôn đó, con cua cái càng cho bác luôn kìa. Ừ, con cá lồng kiến. Ồ thôi con bắt cá lồng kiến. Dục ở tép nhất rồi. Ờ cái chuyện tép cái chuyện cắn đứt nguyên chạy á. Cá lồng kiến mang hả? Hồi chưa thấy bị kẹp rồi. Tôi hụn cá lồng kiến thôi. Đừng bé càng nha. Tôi mua 5 chiếc. Thôi điều đó nó kẹp hơn cả. Kẹp không? Không sao đâu. Có cá mà đừng rắc không? Gì mà nó nặng nè. Con gì vậy? Quăng lên cho thái. Ôi, cá lóc. Cá lóc đầu ngang, cá lóc đầu. Hay. Quá đã. Đẹp. Cá lóc. Chú Hai hay quá. Hay quá. Chỉ có thể là chú Hai. Ôi. Cá lóc rồi các bạn. Rồi con cua nó bò khỏi nó kém. Oh my. Bạn còn không thể nữa. Rồi mới móc được con vô hang cá đựng cá nữa nè. Siêu. Ây da, còn nữa chú Thái, cái chừng đập chú Thái. Còn nữa hả? Đâu rồi. Bye bye. Nó nghe sọc kìa. Bây hả? Mấy con không có chừng báo con to luôn chú Thái, chạy hả? Còn nữa chú Thái. Dạy lên. Còn nữa chưa thấy, còn nữa. Cá lóc. Còn mới à. Mới được con cá lóc. Cá lóc luôn hả?
Ôi, có không cái thấy? Con dạ, con dạ. Ôi, có cá lóc. Con đừng có cá lóc nữa. Dở cái tay cao cao nha. Không có nắm được nữa. Cái đó có chịu cái lên đúng không? Cái này ngon, thả thả chứ. Thôi cái sạc gì đó mình nữa, có bự này. Cái sạc gì quên này. Ủa, cái sạc bướm với cái phi. Rồi. Lý à? Hả? Nhẹ chứ thấy. Cái sạc bướm. Bây giờ lên gỡ cái nước kia đang thả này. Chú Thái ơi, xảy nhau luôn rồi. Lên trời này quyết định sinh mạng sống tử quá trời cá luôn. Cá lóc ủa cá lóc kiến hả? Lóc kiến tên tư nó kêu bạch à. Cá nó kêu bạch luôn á. Trời ơi. Có cá căng cá. Ơi, chú Thái bắt con cua cho anh. Cua mà mình sợ kẹt mày. Cái sợ cá sạc bướm. Ấp từng bể này mà. Ôi, nó mũ rồi. Trời sao lá này vừa mình tắm nhiều sợ. Xịn không dạ? Có ốc nhóc rồi. Rồi, còn hai con. Trời ơi. Cua bắt cua. Cái này hai bữa nó cua đã. Rồi giờ chuẩn bị gửi lưới. Dạ nhỏ còn bỏ cầm cái cây đi theo cầm dụng đây hay nó sách. Cuốn lại nó dính cả trăm mét. Đừng kéo. Dở lên đây con dở đi. Ờ. Dở thăm á. Ờ đó, rồi bắt đi. Dở đi. Đó rồi để nó thấy. Đó quay chọc. Trời ơi dính khá rồi các bạn ơi. Cầm đi chặt nha. Nhiều lắm á. Rồi. Ừ, có một nó chắc làm không xong rồi. Mặt quá. Dính. À, thấy rồi bà bé cả đừng thấy chứ. Không xong gì vậy. Được không? Không lợi để. Đi vô. Rồi nó ra nè mến. Hử? Nó ra ăn cua. Đi. Một con. Một con vô. Này ngoài ra tay bắt cá ha. Cũng có lý đó chứ. Đó. Theo. Ừ. Con lần tới được không? Con lần tới mình gỡ con gái hơi hết rồi hả? Ba con. Có, còn được con nữa nè. Trời ơi. Trời ơi,
được hai con. Heo. Chết rồi. Lỡ ra mấy con dính hư lưới cho làm gì. Bơi đi đâu mà không bơi, mày bơi vô lưới. Ê, cái này không phải ngẫu nhiên nha. Ở đâu vô hả? Tại nó dính á. Bậy, ở đâu nó chạy, nó chạy vô á. Mới chạy vô á. Ý không phải ngẫu nhiên hả? Cũng trọng. Thấy ngoài đẹp trai quá, lại hơi tính thông minh ngoan cái. Hùng dính lưới. Hùng dính lưới. Giờ thấy một sữa đũa, một hôi quá trời luôn. Sữa đây sẵn, có đây thấy đâu. Vậy nó con chua. Nguyên vườn sữa đũa luôn nè, bà mình đi á. Có sữa đũa quá trời luôn. Trời bây giờ là gần 5 giờ rồi. Tối rồi. Mình chuẩn bị hái xong rồi mình về các bạn ơi. Được một lỗ cá rồi. Qua cây bên kia còn dưới nữa mẹ. Bên đó có, bên nhỏ đó có nữa kìa. Cỏ thì rất là nhỏ chưa. Cái này nhỏ mà nó cũng có nữa nè. Đóng luôn đào muống nè. Muống đào lan. Đào muống đào lan chứ. Bông sữa đũa. Mệt quá. Cái vỏ kia lên nữa anh. Rồi, đợi được như cá đây. Chị chuẩn bị lên xe về. Hái ra quá trời luôn rồi. Để chuẩn bị lên xe về. Mệt. Rồi giờ gần tới nhà rồi các bạn ơi. Tới nhà rồi. Ôi mệt quá. Rồi giờ có con mồi nào sống không? Mình có thể nuôi được không? Wow. Đó cũng cua đồng luôn. Còn có mấy cua đồng luôn quá. Ừ. Thôi đó nào nấu cua, nấu mình chua bỏ vô ha, đỡ tươi con Phúc. Rồi thôi nấu bỏ vô. Ha ha, còn làm món khác. Răng me đi. Răng me. Răng me mày. Có mấy con rồi, được răng me được không? Trời ơi, đủ. Trời, có cá lóc không trời? Giờ bỏ me vô hay gì mẹ? Hả? Giờ bỏ me vô. Giờ bỏ vô nè. Rồi, đây là nước chuẩn bị ra nấu con chua các bạn ơi. Hấp dẫn quá. Rồi giờ thành đây là cá mần rồi các bạn ơi. Rồi một cục rổ luôn. Ơ con cá lóc có trứng hay gì mẹ? Cá lóc có trứng luôn nè. Ôi đã. Rồi đây cua luôn, đây cua nữa, cua đồng nữa nè các bạn. Mặt cao bộ mặt trắng qua đi. Gạch cua nữa nè. Rồi giờ chuẩn bị đem vô nấu con chua thôi. Vô. Chín hả mẹ? Chín. Vậy ra là mình bỏ rau. Ra vô để có cua. Ồ, cua giờ đỡ tươi này đã quá. Dễ cá quá trời luôn. Còn đây nữa nè. Còn giống luôn. Rồi, cá ngon quá. Còn đây cá chiên mới trở rồi. Ngon quá. Rồi, có rau đây. Rau rau muống. Quá trời rau muống luôn. Với bông sữa đũa này. Rồi nhúc nữa. Mình hái không ạ? Hái. Giờ bỏ vô luôn. Còn đồ con chua. Nhắm ít nước lắm hả mẹ? Không có đâu. Rồi giờ chuẩn bị dỡ lên các bạn ơi. Wow. Trời ơi. Rồi đi. Cái này không có cái tại vì không dám nhậu. Tao thuốc. Đập gì? Nè bên lỗ này nè mày, bỏ lên trên đó để nó đập. Rồi giờ thưởng thức nè. Đây.
Ngon quá, có cua đồng đồ đủ, không ai nhậu hết trơn, con bút mẹ đây, tôi đang chua đây. Nhiều cơm rồi. Cá đây. Rồi, giờ tới mình thử các bạn ơi. Chén lấy xương cơm. Thử cá lóc đây. Cá lóc đồng đó. Màu bén kìa mình ta, không nhậu kim, nhậu thiệt. Thôi lên, đừng. Ô này không có nước mắm hả? Mưa. Đó là trứng rồi nha bạn. Trứng mắm nè, trứng mắm rồi. Trứng nha. Trứng chua phèn ớt mới ngon. Được hơn cái trứng. Có người thích cá chiên, có người thích chấm cá, chấm nước mắm, có người thích chấm ớt. Mà cháo cho nhỏ gì. Tự nhiên hôm đó này đâu mất tiêu rồi thôi. Làm đúng rồi. Trứng nè. Chào ba triệu rồi bạn. Trả về tôi hả? Thôi miếng rau rồi. Rồi. Trời ơi. Này đọt lan hả? Đọt lan. Trời ơi, năm trước không chơi Liên Thu, năm nay buồn quá. Đọt lan. Mãi đó. Rau nhúc. Ăn cua đi. Hả? Không ai hả? Nữa đi. Nhiều quá. Cá chiên nè bạn ơi. Chấm gì đâu. Hôm nay nó mắm này, nó mắm này. Đây luôn. Anh chấm đó, tập sắc rồi. Chấm bớt luôn hả? Chấm nước mắm á. Chấm bớt luôn hả? Được luôn. Có chấm nước mắm nè, mới đúng nè. Chiên rồi phải chấm nước mắm. Muối rồi, chấm sắc rồi. Chai nước, chai nước tinh chua vô của mấy ngày. Không cay. Con hơi lại ớt không cay. Chuột lấy chưa? Con ớt không cay nhỉ? Con nhúc rồi luôn hả? Con nhúc hai dưới luôn á. Đét miệng luôn. Không, hộp cơm dưới này ha. Đã khám đi ha, cho một rổ, chiếc ngày về những một rổ. Coi như xuống rồi đi không hai ba chuyện mà. Ngon chứ? Ra mà. Dạ, xem như vậy đó. Hai bột cỏ. Xong rồi các bạn ơi, để còn có 3 người à. Có 3 dạ, với mình thôi. Xong rồi canh chua luôn. Hết luôn. Cá xương quá đà luôn. Giờ chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp. Nhớ đăng ký kênh và share để ủng hộ mình nha. Giờ thì mình ăn sau, mình sẽ lo cho dọn dẹp thôi chứ giờ sao. Chào tạm biệt. Sao?